Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng để làm việc. Chúc các bạn thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình. Hôm nay mà các bạn theo chân mình đi thăm mười mấy cái bãi rắn các bạn ơi. Nói thiệt các bạn là sớm giờ mình thăm ngoài đường á, ngoài lộ á, quay không được. Thăm cũng cả chục cái, mắc hết cái các bạn ơi. Mình còn tầm khoảng 7-8 cái trong ngày vườn này, hình như 8 cái thì đúng, đúng nhất là 8 cái. Mà sớm giờ chung ra thắt các bạn ơi. Mất hết cái bẫy mà được con gắn nhì với con gắn ba. Gắn ba thì không xử được chuột. Gắn nhì tầm khoảng 4 lần gửi các bạn. 4 lần gửi 5 lạng vậy. Mong là 5 lạng. Sớm giờ nó chung ra chi phí thì mới đủ tiền xăng. Còn 8 cái này không biết hy vọng sao. Chứ rồi 8 cái này mình làm cũng được con nhì con nhất. Chứ này không biết sao đây. Hy vọng luồng hôm nay sẽ đỡ đỡ như luồng từng rồi. Từng rồi sống cũng được. Lần này thăm gì đâu mà chục cái rồi mới được có hai con mắc một cái nữa, còn 8 cái này hy vọng bợ hai em nhất khỏe rồi. Tham phải tham từ tới các bạn ơi, chứ ước chỉ có một con rồi đầu chín đường con cái trời. Ước nữa tức lắm, thà ước hai ba con rồi đó, ra nhiều ra rồi. Hy vọng là các bạn sẽ đồng hành với mình đi thăm những cái bẫy rắn còn lại. Hôm nay clip chắc không dài rồi, mưa quá chừng nãy giờ mình tắt điện thoại mới mở nguồn lên, chuyển quá chuyển rồi. Rồi mời các bạn theo chân mình đi thăm những cái bẫy rắn tiếp theo. Rồi vô cái bẫy rắn đầu tiên, cái này chuyển rồi cũng dính con nhỏ chứ không bự như cái huyền thoại của mình. Cử đầu hai ba cử đầu không dính, mấy cử sau dính ly chia. Cử này có gì không, mấy nay thăm bẫy không các bạn, không có chuột bò gì chứ. Hy vọng không dính đựng chết chuột. Rồi mới hy vọng chết chuột rồi các bạn ơi. Đau lòng thiệt chứ. Chuột giả thay rồi. Bỏ đây luôn các bạn ơi. Hồi còn dư thì thay không dư thì thôi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. 8 cái bẫy hy vọng vô cái đầu tiên. Chết vớt chuột chết nữa. Này đem theo có mấy con chuột không dám thay luôn. Thấy cái nào quýp quýp lắm đi thay. Còn không quýp không thay. Cái này chín rồi dính con nửa ký nha các bạn, nằm nặng mấy gì đó. Tưởng đâu vô không, chín này còn không, bảy chắc còn làm con ký hai ký rồi. Rồi mai chắc không có clip luôn á, chuột ngủ nữa rồi. Chuột ngủ luôn các bạn, dính gắn mối luôn. Rồi. Để đây các bạn, có gắn mối là được, có gắn mối là có tiền. Cái bẫy chín rồi, không dính nhà mình, không thay dính con gắn mối. Không thay để đại gì mà nay dính con hành kẹt đầu chết queo. Chuyện thôi sớm giờ được ba con rồi. Rồi cái bẫy thứ hai có 8, cái bẫy cuối cùng. Xong luôn, chết chuột luôn. Chuột đợt này chết nhiều quá các bạn ơi, chuột cái này hao. Chuột mắc không có mua mà còn hao luôn. Chuột cái này mà nó không ngủ thì nó không ngủ đông thì dính nhắn chiến sao, dính nhắn ngủ đông chỗ này chiến sao đi thăm đói các bạn ơi. Có mười mấy cái, phải 5-70 cái thăm còn có tương lai. Mười mấy cái mà chết chuột kêu này thì thua luôn. Rồi cái bẫy này dính đợt đầu tiên dính con người khủng, cái nó im luôn tới giờ không thấy dính gì nữa. Chứ mình qua cái bãi không làm con hành khủng rồi, thăm mấy chuyến rồi không thấy dính con gì chứ. Chuột con các bạn, chuột khỏe mạnh rồi. Cái bãi tiếp theo cái này chín rồi, chuột ngủ đâu chứ này không biết bỡ con gì không. Rồi, 8 cái 8 cái 7 mà dính thăm 3 cái rồi. Phân gần phân nữa là cái này nữa, là phân nữa rồi mà chưa có con gì hết. Clip đâu mà đăng đây, dính con khủng còn đăng được chứ không dính thì thua luôn. Phân con phân ù dính dính cái vài. Không có phân mà lụm rồi, lụm đó còn này nhất rồi các bạn ơi. Đã chuyến rồi chuột chết, chuyến này bợ
800 g. Còn này 700-800 g các bạn. Quá đã. Rồi lỡ thăm cái này rồi bắt luôn các bạn ơi. Có con này là đăng được clip rồi. Được. Cái này anh em đồng nghiệp thăm 7 dính lớn nhất không? Hôm qua mình thăm được 7 30 cái. Toàn là mini không? Được có 3 con cái nhị mà gì nhỏ nữa chứ. 3 con có ký mốt. Anh em đã thăm giúp đại nhất đại không? Cái này cũng im lắm mà. Chưa ăn được con gì chứ. Rồi, chụp quá kìa. Rồi, nhà siêu luôn các bạn. Chuột còn các bạn. Để cho em nó ăn chiến nữa coi. Cái này tức quá. Rồi, lỡ mình bắt con rắn này các bạn. Dạ, không biết. Để đâu bắt đây. Bắt lại đi, mừng quá rồi. Lộn muốn lè lử, dính được con này là mừng. Quá ngon các bạn. Có con này bữa nay là thấy khỏe, đủ tiền xăng à. Rồi, con này 700-800 g. Khỏe. Mong là 800 g, thấy cái bụng còn bự. Rồi kệ nó. Quá ngon các bạn. Nhất nha các bạn. Kìa các bạn. Nó đây. Còn 3 cái nữa. Hy vọng 3 cái kia vớt cá, 3 cái kia chúng rồi dính được con nhất đó các bạn. Ba cái kia chúng rồi làm vô cái đầu tiên cỡ con nhất 700-800 g gì đó, lâu quá quên này. Hai cái sau chút quất nay dọn lợi rồi, bởi con nó nữa cho đủ cặp. Tám trăm gram các bạn ơi, 800 g khỏe. Ngon. Ba con. Máy các bạn ơi. Tiếp tục còn 3 cái cuối các bạn ơi. 3 cái này hy vọng làm em thôi. Em bự nha. Đừng có em bé là được. Nhất cột nhì nhì nữa ký cho lên. Chiến trước cái 7 rồi chiến rồi dính con nhất. Chiến trước thì bị chủ vườn ta phát cỏ, ta không thấy ta đạp sẹp lép gắn đi ra các bạn, phân bành bành không. Chiến rồi bỏ được con nhất. Chiến này không biết có con gì không. Hy vọng bỡ con nhất đi cho đủ hoạt cặp. Lấy chắc còn. Thấy cái chỗ còn y thinh. Chỗ còn y thinh là cơ hội lấy còn cao. Phân bỗng vô. Có phân là vui. Không phân là các bạn. Nhà xìu luôn. Cậu ở chuột còn luôn các bạn. Vẽ con một ta. Hoặc là con kia sảy, hai vợ chồng nó sảy rồi, cái nó sợ nó không vô. Bỏ lại. Chuyến sao bắt. Rồi hai cái, còn hai cái nữa, hai cái này chuyến gửi chất quốc. Hai cái chuột sống hết trơn, hai cái nó không dính. Chuyến này có hy vọng gì không đây. Dính cho nhỏ nó vui vui coi, đi lên đây xa. Vì giờ thăm có 3 cái 7. Thì vô cái đầu chất quốc rồi. Gần hai cái. Hai cái. Hai cái là bạn có tới 20% cơ hội. Cái này dính không dính thôi. Chứ cái bên kia thấy thua. Đặt tàu ao với ngoài dính. Đặt mấy cái mà ưng bụng nhất. Thăm chất quốc. Cái giác giáo rồi mà dính hoài. Lên lúa chưa chặt ăn. Đây hai lịch lúa đây. Làm con nhất cái. Rồi nhất đâu không thấy. Không thấy phân cổ chân. Chuột còn luôn mới ghê.
chục con các bạn ơi. Rồi qua cái cuối cùng các bạn ơi, hai cái chết quốc rồi. Cái cuối này không biết làm sao, đặt sát bên luôn. Hai cái cách nhau chưa được chục mét nữa. Cái cây kia không dính, cái này dính sao? Rồi không thấy phân luôn. Thế à, chết quốc. Rồi chết quốc luôn các bạn ơi, chục còn luôn. Trời ơi, nãy phải thay chuột luôn được à. Nhín chi giờ dư con chuột rồi các bạn ơi. Mấy cái nãy mình không có thay chuột, còn đúng con chuột. Giờ nó dư rồi, bó tay. Rồi, qua tổng kết về các bạn ơi. Nhín chuột cho đã, cuối cùng dư con. Giờ không biết sao luôn. Không lại quay lỡ thay chứ, còn đúng con chuột các bạn. Bắt có 7 con chuột mà không dám thay. Cái nào quýt quýt tay cuối cùng dư thiệt tình, mấy cái chết chuột mình không thành thai luôn. Rồi bữa nay mười mấy cái bẫy bắt về được 3 em các bạn ơi. Có em này 8 lạng các bạn ơi. Còn gì nữa ký nữa, còn gì chắc 40 ngữ 5 lạng dính con ngắn ba, mười mấy cái bẫy làm được con nhất, con gì con ba đủ bộ tam sên đó các bạn. Rồi, hôm nay nói chung ra cũng có lợi, có con nhất bự là có lợi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn các bạn lại clip sau. Mong các bạn đồng hành với mình trong thời gian tới. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Rồi, sớm giờ các bạn, sớm giờ thăm 7 thắt. Test được 2 ổ ong các bạn ơi. Đây, một ổ, chừng nửa lít mặt. Nửa lít mặt các bạn, sáp với con non không? Con bắt con về cho ông phát ổng làm rượu. Ổ đầu tiên, ổ đầu tiên có lý, ổ đầu tiên nó tơ mới đẻ được có 1 chùm 2 chùm con thằng non. Ổ thứ hai thằng bạn nó dẫn đây, bạn báo dẫn ổ ông đực có chút xíu thôi, không được xị mặt, chừng nữa xị mặt đó. Ổ thứ hai hai ổ leo cũng lè lử. Rồi, nên mình đưa vô cái clip của mình cho nó các bạn xem đỡ buồn chút. Clip này ngắn các bạn, có 3 gắn rồi cũng được, con nhì, con nhất với con ba sống cũng được. Để hồi mình coi có ổ nào đó mình quay cho các bạn xem. Sớm giờ mình quên quay.